chào quý bà con nông dân công ty việt nam nông nghiệp xà sinh giới thiệu đến quý bà con sản phẩm thuốc trừ sâu siêu nhân đặc trị các loại côn trùng đã kháng thuốc đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm hạt chất alpha cybermicrin năm g trên một kg Isoprocat 30g trên 1kg, Phenobucat là 50g trên 1kg. Tiếp theo là về công dụng của sản phẩm như sau, phòng trừ các loại sâu như là sâu đục thân, bọ chỉ, mũi hành, tuyến trùng trên lúa, kiến, dế, rệp sáp, sâu đục thân, tuyến trùng, sùng đất, trên rau màu, khoai lang, cây cam, cây quýt, cây bưởi, thanh long, sầu riêng, tiêu, cà phê, vân vân. Phòng trừ bọ dừa, phòng trừ đuông dừa, thuốc trừ sâu dạng hạt, rải vào gốc, sạch sâu đục thân, mũi hành, bỏ chỉ, vân vân. Để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân vui lòng gọi về hotline 0919 817 033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại!